Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn là chiếc Honda Vario 125 phân khối nhập khẩu từ Indonesia. Và để tiếp tục cái series hướng dẫn các bạn sử dụng khóa thông minh cũng như là các cái tính năng và các cái phụ kiện đi theo cái chùm chìa khóa đấy, thì ở trong phần 6 này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở khóa điện khẩn cấp bằng cách là nhập mã ID. Thì khi các bạn mua xe nó sẽ có một chùm chìa khóa như thế này. Và ở trong những cái phần phía trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng khóa này, tức là remote này, đấy, để mở khóa này, hay là bật tắt âm thanh khi mở khóa, hay là bật tắt âm thanh khi mà chúng ta bấm phím tìm xe, hay là chọn cái kiểu kêu tìm xe như thế này. Đấy, thì những bạn nào quan tâm mình sẽ để đường link ở phần phía trước. Và mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái chìa mở cốp khẩn cấp này, cái chìa từ này, tức là cái chìa nhựa màu đen này, để mở khóa điện trong trường hợp mà cái ổ khóa này bị hết điện ắc quy, hoặc là các bạn bị rơi mất chìa khóa, hoặc là quên chìa khóa ở trong cốp này, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái chìa này để mở cốp mà không cần phải ấn phím shift này. Đấy, tất cả những cái video hướng dẫn đây thì mình sẽ để đường link ở góc màn hình cho những bạn nào quan tâm nhé. Còn ở trong phần 6 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập những con số ở trong cái thẻ ID này, tức là cái thẻ trắng trắng này, nó đang được bọc lại thì mình sẽ bóc ra ngay sau đây. Trước khi bắt đầu video thì mình xin chia sẻ với các bạn, những bạn nào quan tâm đến giá bán của Vario 125 phân khối nhập khẩu từ Indonesia đang có giá dao động khoảng độ 40 triệu đồng tùy vào màu sắc. Và nó cũng chỉ có hai màu sắc là màu xanh như trước mặt các bạn và màu đen thôi. Ok, đầu tiên thì các bạn có thể để ý là cái mã ID này nó đã được bọc lại như thế này. Và chỉ có dòng xe Vario nhập khẩu này mình mới thấy nó bọc lại thôi nhé. Còn những dòng xe sản xuất ở trong nước, ví dụ như chiếc 160 này đây, hay là những chiếc AB Ablet bên cạnh, nói chung là tất cả những dòng xe của Honda Việt Nam sản xuất ở trong nước thì là nó sẽ để cái mã giờ như này. Đấy, và các bạn thấy là ở trên này nó có những cái con số. Đấy, nó sẽ có hai thẻ, một thẻ gốc là sẽ có mã vạch và một thẻ phụ thì nó sẽ là chỉ là thẻ trắng như thế này thôi. Đấy, vì vậy mà các bạn cũng cần chú ý là chúng ta mua xe thì các bạn hãy bảo quản và cất cái mã ID này ở nhà nhé, đừng để cho người khác biết. Bởi vì là nếu như người ta chụp ảnh được những con số này, hoặc người ta có biết được những cái con số này, thì người ta hoàn toàn có thể mở xe của các bạn, lấy đồ trong cốp, hoặc là mở xe để đi mất của các bạn nhé. Vì vậy mà hãy chú ý là khi mua xe hãy cất luôn hai cái mã ID này, mã chính và mã phụ ở nhà. Hoặc là như nhiều anh em cũng chia sẻ với mình là các bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh cái này để lưu trong điện thoại, phòng những lúc mà trường hợp cần thiết, ví dụ như là chẳng may chìa khóa bị đánh rơi này, bị mất này, bị hỏng hoặc là bị hết pin, vân vân. Hoặc là vô tình các bạn để quên chìa khóa ở trong cốp này, thì các bạn hoàn toàn cũng có thể nhập mã ID để mở ra lấy chìa khóa trong cốp. Tất nhiên là mình đang nói ví dụ như trong cái trường hợp mà chìa khóa đã tắt rồi ấy, thì chúng ta vô tình quên vứt ở trong cốp ấy, thì các bạn có thể là sử dụng cách mở mã ID khẩn cấp nhé. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ mở ngay sau đây. Như mình có nói thì mình rất là thích cái thằng Vario nhập khẩu vì nó đã bọc cái mã ID này để đảm bảo cái tính bảo mật cho khách hàng. Nhưng mà mình cũng xin lỗi các bạn và mình cũng xin phép là để bóc cái chiếc này ra để làm mẫu ví dụ cho các bạn cách mở nhập mã khẩn cấp nhé. Đây thì mình tất nhiên là mình sẽ che những con số ở trong này đi. Đây, mình đã bóc cái vỏ bảo vệ ra và bóc cái vỏ che ra, và mình để đảm bảo tính bảo mật thì mình xin phép là che hai con số cuối nhá. Còn tất nhiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập, và mình cũng đã tắt cả hai chìa khóa, tắt cả hai remote này về màu đỏ nhá. Các bạn có thể thấy nhá, không mở khóa được nhá, không kết nối được nhá. Và mình sẽ tháo ra và mình để chìa khóa ra xa. À thôi, mình để luôn trong cốp nhé, để các bạn ví dụ như trong trường hợp chẳng may các bạn tắt chìa khóa rồi để quên ở trong cốp nhé. Rồi, mình sẽ tách ra mình để đây. Ok, mình để dưới này nhé. Còn chìa khóa này thì mình đã ngắt kết nối và mình để cả hai chìa khóa trong cốp nhé. Ok chưa? Đây mình để ở đây cho nó thoải mái. Đây thì sẽ khóa cốp lại đây bình thường. Đấy, các bạn thấy không mở được cốp nhé. Rồi, khóa điện này. Đấy, không mở được nhé. Rồi, giờ thì mình sẽ nhập mã như sau. Ở trên này thì các bạn cũng thấy là nó có những con số đúng không các bạn? Đấy, thì để mà nhập được những con số này vào xe thì đầu tiên các bạn cần phải ấn và giữ liệt vào ổ khóa này. Ấn và giữ liệt vào ổ khóa này. Các bạn nhìn mình làm mẫu này. Ấn và giữ liệt khoảng độ 4 giây thì các bạn sẽ thấy cái đèn ở trên màn hình đồng hồ nó nhấp nháy, thì các bạn thả tay ra rồi các bạn ấn một lần nữa vào. Lúc này thì các bạn sẽ nhập các con số ở trên cái xe, cái thẻ này vào xe như sau. Ví dụ như ở đây là số 1, các bạn nhìn thấy không? Đây số 1 nhé, thì các bạn ấn một lần ổ khóa này. Đấy, sau đó các bạn chờ 5 giây trôi qua cho cái đèn ở trên này nó nhấp nháy và còi kêu píp một tiếng, thì các bạn nhập số tiếp theo. Ví dụ số tiếp theo là số 3 nhé. 1 2 3, tức là ở trên này có bao nhiêu số thì các bạn sẽ ấn từng đấy phát vào cái ổ khóa này. Và khi các bạn ấn ý, các bạn ấn dứt khoát nhé, ấn dứt khoát từng phát một. Đấy, sau đó chờ 5 giây trôi qua cho cái đèn ở trên này nó nhấp nháy và còi kêu píp một tiếng, thì các bạn nhập số tiếp theo. Ví dụ như số tiếp theo là số, đây để mình đợi là camera nó lấy led. Số tiếp theo là số 8 thì mình sẽ ấn 8 lần này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thấy chưa? Rồi, thì mình lại chờ 5 giây cho còi kêu và đèn nhấp nháy.
Đấy, số tiếp theo là số 0 thì mình sẽ không cần phải ấn các bạn ạ. Mình sẽ để cho 5 giây trôi qua và còi kêu píp một tiếng thì mình ấn số tiếp theo. Các bạn chú ý nhé, cái số 0 chúng ta không cần phải ấn, chúng ta bỏ qua. Đấy, vừa rồi thì mình vừa nói, mình vừa hướng dẫn các bạn để các bạn có thể hiểu được cái cách thức nhập. Đấy, cho nên là vừa rồi mình nhập nó sai. Mình nhập mình cũng không đúng thời gian của nó, cho nên là xe nó sẽ không mở được, các bạn thấy chưa? Đấy, sau khi mà cái thời gian nó trôi qua mà mình không nhập đúng những cái con số trong cái mã này thì xe nó sẽ cũng không cho phép các bạn mở khóa cũng như là hoạt động đâu. Đấy, vậy mà nó sẽ hủy và chúng ta sẽ nhập lại từ đầu. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi nhá. Giờ mình sẽ nhập lại từ đầu nguyên mà mình không cắt video tí nào luôn để cho anh em đỡ bảo mình siêu trò. Đầu tiên này, bước 1, ấn và giữ nẹt vào ổ khóa khoảng 4 giây, ấn và giữ khoảng 4 giây. Cho đèn biểu tượng hình trên hình chìa khóa trên màn hình nhấp nháy. Thả tay ra, ấn một lần nữa. Bắt đầu nhập số. Số đầu tiên, số 1, ấn một lần vào ổ khóa, chờ 5 giây trôi qua. Rồi. Rồi, số tiếp theo, số 3, ấn 3 lần vào ổ khóa, 1, 2, 3. Chờ cho 5 giây trôi qua và còi kêu píp đèn nhấp nháy, chúng ta sẽ nhập số tiếp theo. Số tiếp theo là số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số tiếp theo là số 0. Và như mình chia sẻ thì số 0 mình sẽ không cần phải ấn, mà chờ cho 5 giây cho đèn nhấp nháy, rồi mình sẽ nhập số tiếp theo. Ok. Số tiếp theo sẽ là số 2. 1, 2. Số tiếp theo cũng là số 2. 1, 2. Các bạn nhập cái này nó phải kiên trì và các bạn phải nhập đúng các cái thao tác một chút nhé. Còn hai số cuối thì mình xin phép là không đọc. Ok, khi các bạn nhập xong nhá, khi các bạn nhập xong số cuối cùng thì xe nó sẽ, nếu như đúng số các bạn nhập thì các bạn có thể nghe tiếng còi kêu tít tít 2 tiếng và ổ khóa có một tiếng tạch. Khi này các bạn có thể vặn ổ khóa. Các bạn thấy chưa? Mình từ nãy giờ mình không cắt một đoạn video này, chỉ trừ cái đoạn là mình hai cái số cuối là mình tua đi một chút và mình làm nhiễu âm thanh đi một chút thôi, để như mình có chia sẻ là đảm bảo cái tính bảo mật cho xe đấy. Thực ra cái đấy cũng không cần thiết đâu, nhưng mà mình cứ cẩn thận làm như vậy. Thế quay trở lại là khi các bạn đã nhập xong mã rồi thì các bạn hoàn toàn có thể mở xe lên sử dụng bình thường. Các bạn có nghe thấy tiếng động cơ khởi động không? Đó. Và mình vẫn để chìa khóa ở trong cốp nhé. Từ nãy giờ mình vẫn để chìa khóa trong cốp này. Đấy, đây là xe mới thì nó không để nổ được, thì nó không nổ máy được, nhưng các bạn cũng có thể nghe thấy là xe cho phép các bạn khởi động, tức là đã cho phép các bạn nổ để di chuyển rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn hoàn toàn có thể mở này, mở khóa cốp này, rồi mở cốp này, rồi mở khóa cổ các kiểu luôn, cả các bạn khóa cổ cũng có thể nhập được, nhưng mà vừa rồi thì mình không có khóa cổ. Đấy, các bạn có thể khóa cổ, mở khóa cổ các thứ được hết, mở lên đi bình thường này, mở để mở cốp để lấy chìa khóa ở trong cốp. Đấy, như vừa rồi mình có để chìa khóa, tất cả chìa khóa trong cốp này. Đấy, và tắt hẳn đi như thế này. Các bạn thấy chưa? Cả hai chìa khóa vẫn đang ngắt cái lối nhá, vẫn đèn màu đỏ nhá. Ok chưa? Đấy, thì cái cách nhập đấy thì nó không quá khó đâu, nhưng mà chúng ta phải mất một chút thời gian bởi vì các cái dãy số này nó khá là dài. Và các bạn ơi, khi các bạn nhập xong thì cái ổ khóa này nó sẽ sử dụng được thoải mái. Các bạn thấy chưa? Vặn lên vặn xuống bình thường này. Đấy. Nhưng mà có một cái điều các bạn cần lưu ý là cái ổ khóa này nó sẽ cho phép các bạn sử dụng luôn nhé, tức là sử dụng được bình thường mà không cần đến chìa khóa. Vì vậy như mình có nói ở đầu video rồi, các bạn hãy chú ý là bảo quản cái mã ID này, tức là những cái con số này đừng có cầm đi hoặc là đừng có để cho ai biết cả. Ví dụ như kẻ xấu nó có theo dõi các bạn, nó thấy các bạn treo cái này chung với chìa khóa thì nó chụp ảnh ấy, rồi thì nó theo dõi, nó lấy xe lúc nào không hay. Đấy, thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn như vậy, bởi vì những cái thông tin tài liệu như này thì không phải là mình một mình chia sẻ, mà rất nhiều người chia sẻ rồi, và Honda cũng công khai cái cách mở như thế, chứ không phải là mình làm như này rồi nhiều anh em lại bảo mình hướng dẫn trộm hay là trộm đã xe như thế này thế kia. Đấy, thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn cái cách thức để phòng trong những cái trường hợp mà nó hy hữu thôi, chứ thực ra thì cũng rất là ít người sử dụng cái cách như thế này. Thì quay trở lại cái chuyện là ổ khóa này, thì khi mà các bạn đã mở được như này thì ổ khóa các bạn cứ vặn lên sử dụng bình thường, các bạn thấy chưa? Đấy, mình vặn tắt và mình từ nãy giờ mình vẫn nói chuyện với các bạn thì nó ổ khóa nó cũng không tự ngắt kết nối mà điện nó vẫn cho các bạn sử dụng. Vậy thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn để chúng ta hủy luôn cái mã ID đã nhập vào như thế nào, tức là hủy luôn cái chức năng đăng nhập khẩn cấp này. Ví dụ nhé, các bạn sử dụng xe này, các bạn để này và các bạn hoàn toàn có thể vặn lên đi được bình thường đúng không? Nhưng khi các bạn vặn về mở cốp này, hoặc là về O tức là off tức là tắt này, hoặc về khóa cổ như thế này, thì các bạn để nguyên đấy không dùng thì trong vòng 6 phút nhé, sấp xỉ 6 phút thì là xe nó sẽ tự động hủy cái nhập khẩn cấp này để cho nó khóa lại.
Đấy, cứ thứ nhất là đảm bảo tránh hết điện ắc quy, cái thứ hai cũng là đảm bảo cái an toàn cho xe các bạn. Đấy, đấy là cái thông tin đầu tiên nhé. Còn cách thứ hai là nếu như các bạn không muốn đợi lâu khoảng 6 phút như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể làm như sau, tức là mình sẽ hủy cái nhập mã khẩn cấp đi bằng cách ấn và giữ liệt vào ổ khóa khoảng 2 giây. Đây các bạn nhìn mình là mẫu này, ấn và giữ liệt này khoảng 2 giây, các bạn thấy chưa, xe đã hủy cái mã khẩn cấp mà các bạn vừa nhập vào. Và các bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta ổ khóa vô tác dụng. Và bây giờ nếu như các bạn muốn mở lại khóa để sử dụng xe như lúc ban đầu thì các bạn hoàn toàn lại phải nhập lại từng bước như mình đã chia sẻ. Thì mình cũng xin tóm tắt nói qua lại một lần nữa cho những bạn nào mà quên nhé, còn anh em không thích thì có thể bỏ qua luôn. Đầu tiên là các bạn để mà nhập thì các bạn sẽ ấn và giữ liệt vào ổ khóa, ấn và giữ nhảy khoảng 4 giây cho đèn ở trên nhấp nháy. Rồi các bạn thả tay ra và ấn một lần nữa, còi sẽ kêu píp và các bạn sẽ bắt đầu nhập. Đấy, ví dụ như ở trên này nó là một số 1 thì các bạn ấn một lần, sau đó chờ 5 giây trôi qua, nhập số tiếp theo. Ví dụ số tiếp theo là số 3, 1, 2, 3. Rồi các bạn lại chờ cho còi kêu píp một tiếng, đèn ở trên nhấp nháy thì các bạn nhập số tiếp. Nếu như trong dãy số của các bạn có số 0 thì các bạn không cần phải nhập, cứ thế này để im đấy cho nó trôi qua 5 giây, nó kêu píp rồi chúng ta nhập số tiếp theo. Đấy, ví dụ như trong cái quá trình các bạn nhập mà các bạn ấn sai hoặc nhập sai thì như mình có chia sẻ luôn là lúc đầu đấy là nó sẽ không thể mở được và nó sẽ tắt luôn. Nhưng nếu như các bạn đang nhập cái số đầu tiên, ví dụ như trong những cái dãy số này các bạn nhập số đầu tiên mà đã bị sai rồi, các bạn muốn hủy để nhập lại từ đầu thì các bạn làm như mình vừa hướng dẫn, đó chính là chúng ta sẽ hủy đi bằng cách ấn và giữ liệt vào ổ khóa khoảng 2 giây để kết thúc cái quá trình đấy và chúng ta làm lại từ đầu. Đó thì mình xin tóm tắt lại như vậy nhé. Ok, có lẽ là cái video này của mình nó khá là dài và nó có hơi lan man và thiên về lý thuyết một chút. Thì rất là mong trong cái quá trình video các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình hay có những cái thông tin nào muốn chia sẻ cho cả mọi người nữa thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Ở phần cuối, tức là phần 7 thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách để các bạn điều chỉnh cái độ nhạy của hệ thống cảnh báo chống trộm. Tức là khi các bạn bật cái chế độ cảnh báo chống trộm này lên này, đấy, thì có ai đó động vào xe của các bạn đúng không, thì còi sẽ kêu, đèn xi nhan trước sau nó sẽ chớp thì các bạn biết được là đã có người tác động vào xe của các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái độ nhạy của cái hệ thống cảnh báo chống trộm đấy. Thì ở phần cuối, tức là phần 7 thì mình xin phép chia sẻ với các bạn nốt cái điều chỉnh độ nhạy của hệ thống cảnh báo chống trộm Vario 125 phân khối 2024 nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ok.